Lên cái clip mới, xin được giới thiệu với anh em một cái sản phẩm Vintage cổ ha. Em này là máy hát ở cái tủ đài mini, sử dụng mâm than radio AM/FM cũng như là kết nối được tín hiệu đầu ngoài vào ha. Đến từ thương hiệu Victor chó ngửi kèn, và cái model của em nó là STL163F. Con này chạy stereo, hai loa toàn giải 16 hai bên, và công suất là chạy bóng đèn, hoàn toàn là chạy bóng đèn, được sản xuất vào những cái thập niên 50-60 anh em ha, về từ Nhật và dùng nguồn điện AC 100V. Anh em lưu ý giúp em, máy tuy tuổi đời khá sâu nhưng còn rất là đẹp anh em ha, rất là đáng để anh em sưu tầm thưởng thức, chơi những cái dòng nhạc xưa, rì trước 75, nhạc vàng rất là hay, và trưng bày cũng rất là đẹp nha. Đó, ok, thì sẽ giới thiệu cái kích thước sơ bộ cho anh em tham khảo tí ha. Chiều ngang của em này là 79cm nha anh em, 79 gần 80 ha, 79cm. Và chiều cao của em nó là 32cm, cũng như sâu là 24cm. Máy stereo có chỉnh bass chép đầy đủ. Em sẽ quay cận cảnh cho anh em tham khảo tí xíu. Thì ở trên mặt máy nó là cái vân gỗ cũng dạng bóng, có thể soi được thấy hình đây. Rất là liền lạc và đẹp. Có hai vết cấn nhẹ đây, không đáng kể, khi vận chuyển về thì nó kê đồ nó cấn đây anh em ha. Còn bên đây là hông máy đây, bốn chân nhựa được thiết kế, chân ôm máy rất đẹp ha. Trên mặt máy thì lưới bố và có những cái sông nhựa, cái sông chỉ vàng, màu vàng đồng rất là đẹp. Đó, chạy quanh. Cũng như hồng bên đây có đường headphone để cắm tai nghe vào chơi. Mặt máy màu trắng nhôm phay rất là đẹp ha. Những cái phím nút chỉnh tone, chép bass, chuyển cổng của radio như là volume hai tầng trong và ngoài cho left right phai đài. Nắp đậy xuống đây, khi không dùng là đậy nắp đây, hoặc là khi dùng đĩa 45 dòng thì mình sử dụng đậy nắp đây lại ha. Đó, thì em đang cho chạy đĩa than, đĩa mừng xuân. Hôm nay cũng ngày đầu năm mới rồi, chơi mặt nhạc xuân cho nó sơm. Model STL163F ha. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Mày trẻ thơ ngây chờ mong anh em có nhu cầu giao lưu, kêu thêm thông tin hình ảnh của máy, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em ha. Số điện thoại là 0908 217 658. Em Huy Vũng Tàu giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Zalo cũng là số đó. Đây, em sẽ giờ bài cho anh em ha, có cái tay giờ bài đây. Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi. Quang Lê, bài gì đây? Đời con mùa xuân của mẹ. Đèo cao gió lòng ngày đêm
radio và phono ha. Bài này đi. Radio thì âm thanh nó sẽ tự ngắt ha. Vô thì nó sẽ chạy ở bằng tầng AM và FM. Đây là bằng tầng AM. FM thì nó chỉ tới 90, nó không có tới đủ đài của mình anh em ha. Chủ yếu là nghe AM là chính. Rồi, bấm tải về là xong. AM. Anh chỉ cần tích tải hệ điều hành Android với em về tải cho mẹ nghe đài luôn. À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhé. Online, giữ sống thoải mái cùng. Còn FM đây, coi nhưng mà đài nó không tới. Ai tới luôn, hồn này bắt nét luôn, sóng mạnh luôn, khoảng 92, em bắt được đài nha. Cuối ban tầng là bắt được đài. Bắt lên bằng FM. Rồi. Chuyển về phono lại nè, đi thang lại nè. Lũ ong lên đường cánh tung tròn. Hoa chẳng yêu lũ bướm là lũ. Đang chép anh em à. Hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi. Thấy hoa tươi cười bóng thương đời. Hoa con cây mãi. Hoa vì thế giới biết thương người. Sẽ chuyển qua cái chế độ là hát tín hiệu từ ngoài vào thì cái cổng FM stereo này của nó thì mình sẽ không dùng tới, tại FM nó 90 nó không tới đài, thì nhân tiện cái chỗ đó thì mình sẽ móc cái tín hiệu qua cái cổng FM stereo này cho anh em sử dụng tín hiệu ngoài vào cho nó tiện dụng ha. Đây FM stereo trên phần radio và bấm play. Từ KBC xa lạnh xinh thì bỏ đĩa vào thì mình có thể đầy đắp lại. Không dùng đường nào. Người lời thầm về em yêu sâu. Qua bao ngày chúng mình xa nhau. Cách em để phần xóm nhắn hồng. Và buồn trong ca dẫn chiếm bao. Đừng buồn em ơi nếu yêu được anh. Đây nhìn rừng xanh bụi phương áo linh. Khi quay mình khói lửa thiêu linh. Nhớ em nhiều biển sao vui lành. Vui trôn hòa lòng những người. Đất mái ngắp lịch diện của mái. Còn cái sơ đồ mạch, những cái bóng đèn số và bóng đèn sẽ nằm trên đây hết nè. 12AX7 hay là 30A5 nằm trên đây hết. Số bóng đèn công suất của nó đây anh em, đó là 30A5, chạy 4 bóng và một bóng 12A7 giữa nè. Đây là dàn đèn rề và đèn radio. Rồi ok anh em, qua cái clip này giới thiệu về cái con tủ đài mini cổ Vintage cổ Victor STL 63 163S
STL163F. Thì tới đây em cũng xin kết thúc clip ha. Anh em có nhu cầu giao lưu hoặc cần thêm thông tin hình ảnh cứ alo trực tiếp hoặc là comment Zalo cho em. Số điện thoại là 0908217658. Em Huy Vũng Tàu giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Ok, chân thành cảm ơn và kính chào anh em.